Rộ tin Trần Đức Bo sắp cưới vợ khi bất ngờ đăng ảnh thân mật bên một cô gái giấu mặt. Những gì netizen được biết chỉ là những chia sẻ từ phía Trần Đức Bo về giới tính dự định cưới vợ vào năm 30 tuổi và gu chọn vợ, chọn bạn gái. Thậm chí người ta còn chưa từng thấy hiện tượng mạng này đăng ảnh thân thiết bên cạnh ai, ngoại trừ loạt hình ảnh về người bạn trai cũ vào năm 16 tuổi. Thế nhưng mới đây, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy Trần Đức Bo cực kỳ tình tứ bên một cô gái lạ mặt. Trong album chia sẻ trên Instagram, Trần Đức Bo và cô gái này đều đeo khẩu trang kín mít nên không ai thấy rõ diện mạo của đàn gái. Dẫu vậy, dễ dàng nhận thấy cả hai không ngần ngại làm hành động thân mật như dựa vai, nắm tay và cả hôn nhau qua khẩu trang. Đính kèm những hình ảnh này, Trần Đức Bo chỉ ghi caption là một chiếc icon và mấy dấu chấm hỏi. Sau đó, anh chàng tiếp tục đăng lại ảnh trên story với dòng chú thích dài hơn. Gu con gái tôi thích nè, cao, trắng, hiền, người miền Tây, đã vậy còn thơm nữa chứ. Loạt động thái này khiến dân tình càng thêm hoang mang và tò mò hơn về danh tính nữ chính. Nhiều người thắc mắc không rõ đây có phải bạn gái của Trần Đức Bo hay không, phải chăng anh chàng đang dần thực hiện hóa quyết tâm lấy vợ năm 30 tuổi của mình. Tuy nhiên một số khác lại cho rằng đây rất có thể là chị gái, thậm chí là mẹ của anh chàng mà thôi. Mọi người chỉ nên xem ảnh cho vui, chứ không nên đồn đoán nhiều, tất cả sẽ chờ chính chủ confirm vẫn tốt hơn. Trước đó netizen không khỏi choáng váng khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh Trần Đức Bo là một trong những thí sinh tham gia chương trình The Next Gentleman, quý ông hoàn mỹ do Hương Giang và ekip bắt tay sản xuất. Tuy nhiên, nhìn lại thông tin về nghề nghiệp là không biết thì cư dân mạng chắc mẩm đây chỉ là sản phẩm Photoshop mà thôi. Không chỉ nổi lên qua những bức ảnh, video không được cư dân mạng đón nhận, Trần Đức Bo còn đại chiến với rất nhiều nhân vật, hiện tượng mạng khác tạo nên hàng loạt scandal không hồi kết. Liệu đây có phải là vợ sắp cưới của Trần Đức Bo hay không? Các bạn hãy like và tích chuông kênh CNews để cùng cập nhật những thông tin mới nhất.